Xin chào các bạn đến với kênh. Các bạn chắc hẳn đã từng nghe về kỳ Jura cho đến cuối kỳ phấn trắng, nơi mà các loài khủng long bạo chúa hung ác tồn tại, nhưng bên cạnh đó là những loài khủng long ăn thực vật hiền lành nhất từng sống trong thời nguyên thủy. Qua tìm hiểu dựa trên các nghiên cứu phân tích địa chất học, các nhà khoa học đã cho rằng núi lửa hoạt động là nguyên nhân khiến khủng long tuyệt chủng, chứ không phải thiên thạch rơi như chúng ta từng nghĩ trước đây. Vụ va chạm của thiên thạch không thể sản sinh ra đủ lượng khí sulfur và carbon dioxide mà ta có thể quan sát được trên các phiến đá, vì vậy vụ va chạm thiên thạch có thể chỉ khiến cho họa diệt chủng thêm tồi tệ chứ không phải là nguyên nhân gây ra thảm họa này, bà Keller cho biết. Nào bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay top 5 loài khủng long ăn thực vật nổi tiếng nhé. Let's go! Đầu tiên phải kể đến Brachiosaurus, khủng long cổ dài. Khủng long có cổ dài nhất chúng có thời đại hoàng kim là khoảng 160 đến 145 triệu năm trước công nguyên. Tới thời điểm hiện tại có thể khẳng định là loài khủng long lớn nhất thế giới với chiều dài lên tới 37 mét, riêng phần cổ đã dài từ 10 đến 15 mét. Chúng phát triển bộ răng mà không có răng nanh, nhưng những chiếc răng có hình chiếc bút chì hoặc lá non, khiến cho loài này có thể ăn được lá cây, các loại cỏ khô, cành cây, các cây lá cứng bằng việc nghiền nát chúng. Chính vì nó to lớn như vậy nên phần xương cổ của chúng có thể chịu được một khối lượng lớn 50 đến 75 tấn. Chiếc đuôi của nó giúp chúng đạt sự cân bằng nhất định trong quá trình di chuyển, mà còn là thứ vũ khí hữu hiệu nếu gặp phải loài khủng long ăn thịt khác tấn công. Xem trong các bộ phim khủng long thời tiền sử thì hay có cuộc đối đầu con vật hiền lành to lớn với con khủng long bạo chúa. Số 2, Triceratops, khủng long ba sừng hay tam giác long, có cái sừng to và nhọn nhất tồn tại vào 66 triệu năm trước. Là một loài động vật ăn cỏ bốn chân tương đối nhỏ. Chiều cao khoảng 3 mét, chiều dài khoảng 9 mét, cân nặng khoảng 6 đến 12 tấn. Anh bạn này cũng có khả năng thu hoạch một lượng lớn tài nguyên bằng sừng của mình bằng cách cắt nhỏ cây từ lá, làm cho nó trở thành một người bạn đồng hành rất hữu ích cho các bộ lạc nguyên thủy. Ví đơn giản Việt Nam có con trâu là bạn nhà nông, người nguyên thủy thù có anh khủng long ba sừng vậy. Bình thường là một loài động vật ăn cỏ rất ngoan ngoãn, khủng long ba sừng trở nên hung dữ, tức giận nếu kẻ nào dám gây sự tấn công nó. Nó sẽ săn đuổi những kẻ săn mồi và những kẻ ăn cắp trứng với chiến tích đáng kinh ngạc. Vũ khí chính là chiếc sừng chết người và tấm áo giáp kiên cố, sắc nhọn để chống lại những kẻ săn mồi. Chạy khỏi con có sừng này còn khó hơn tưởng tượng do khả năng đánh hơi mục tiêu của nó vô cùng nhạy bén. Số 3, Brachiosaurus, khủng long thằn lằn, chạy siêu nhanh và cực kỳ thông minh. Môi trường sống, khu rừng của châu Phi và Bắc Mỹ thời kỳ sống cuối kỳ Jurassic 145 triệu năm trước. Kích thước và trọng lượng dài khoảng 3,05m và nặng 90,7kg. Đặc điểm nhận dạng, cổ dài chỉ có 5 ngón, đuôi cứng là một con khủng long chân chim, bạn có thể liên tưởng ra kiểu chân xòe tròn ngón. Khá là đặc biệt, điển hình bởi kích thước nhỏ, di chuyển bằng hai chân, đuôi cứng và chi trước có 5 ngón. Giống như hầu hết các loài chim cánh cụt, Brachiosaurus có thể sống theo đàn, và con khủng long này có thể đã nuôi dưỡng con non của nó ít nhất là từ 1 đến 2 năm sau khi chúng nở. Bạn ý có đôi mắt to tròn, khá là dễ thương phải ca, khả năng cao rằng nó là một loài thông minh hơn các động vật ăn cỏ khác trong giai đoạn cuối kỳ Jura. Số 4, Stegosaurus, khủng long thằn lằn mái nhà, có bộ não siêu nhỏ, tỷ lệ ngược với cơ thể nhất. Sống vào thời kỳ cuối của kỳ Jura, khoảng từ 155 triệu trừ 150 triệu năm trước, dài 7 mét, cao khoảng 3 mét và nặng khoảng 3 tấn. Khủng long lưng gai, cơ thể to lớn như một chiếc xe buýt nhưng não chỉ nhỏ bằng não của một con chó. Thế mới nói đầu thì to mà óc như quả nho. Anh bạn này có răng nhỏ và má có cấu trúc đặc biệt, có thể tiêu hóa thức ăn trước khi nó trôi vào dạ dày. Với bộ khung xương chắc và mạch máu, giúp khủng long thực hiện chức năng di chuyển, giao phối và phòng vệ. Cấu trúc đồ sộ của nó thường chỉ uy hiếp kẻ thù chứ không có bất kỳ sự bảo vệ tốt nào cho cơ thể. Vì thế anh bạn này cũng khá hiền lành và chẳng mấy khi bị kẻ nào dám gây sự. Loài động vật này thống trị trái đất trong suốt 10 triệu năm. Môi trường sống, Bắc Mỹ, Tây Âu, miền Nam Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Số 5, Sustecensis, khủng long mỏ vẹt, loài khủng long tí hon, trông đáng yêu nhất thuộc họ khủng long rất hiếm. Loài khủng long mới này sống cách đây 67 triệu năm, chúng có chiều dài rất khiêm tốn, từ đầu tới đuôi chỉ có 1,75m và nặng khoảng 150kg. Kích thước của loài này chỉ tương đương một con bò. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở phía bắc British Columbia, Canada bởi các nhà khoa học tới từ Bảo tàng Hoàng gia và Đại học Toronto. Theo các nhà khoa học, chúng thuộc những loài có miệng giống mỏ vẹt và không có sừng. Chúng rất là dễ thương, hai chân sau lớn hơn hai chân trước và di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau.
trên đây là top 5 loài khủng long ăn thực vật độc và lạ nhất thời kỳ thủy phấn trắng. Bạn ấn tượng với loài khủng long nào nhất? Hãy để lại bình luận dưới đây, chúng mình rất muốn biết đấy. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn thích để đón xem những video thú vị khác dành cho bạn vào lúc 15:30 thứ tư hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.